Bây giờ hãy tiếp tục bài 28, tương ứng với phần 5 bài 20 quyển 2. Ở đâu? Tại nào? Bây giờ là từ thì, chính là, dùng để nhấn mạnh. Chiều. Chiều. Thì ở, chính là ở. Chiều giải. Chiều giải. Chính là ở phòng của mình, nguyên văn là thì ở mình của phòng. Chiều giải của the phòng chiên. Chiều giải của the phòng chiên. Ở đâu? Giải nở. Thì ở phòng của mình. Chiều giải của the phòng chiên. Bây giờ là từ nhất định. Ý định. Y. Y. Định. Định. Ý định. Ý định. Không nhất định, không hẳn. Bù ý định. Bù ý định. Tôi thấy không nhất định, tôi thấy không hẳn. 我看不一定。我看不一定。 Nhất định được rất đắt. 一定都很贵。一定都很贵。 Nhất định đều không rẻ. 一定都不便宜。一定都不便宜。 Được, mình nhất định đi. 好,我一定去。好,我一定去。 Hãy hỏi lại, ở đâu? 在哪儿? Thì ở phòng của mình. 就在我的房间。就在我的房间。 Được, mình nhất định đi. 好,我一定去。好,我一定去。 Bây giờ là từ chúc. 祝。祝。 Chúc bạn. 祝你。祝你。 Chúc bạn sinh nhật. 祝你生日。祝你生日。 Vui vẻ, hãy nghe phản ứng lại. 快乐。快。快。 乐, 乐, 快乐, 快乐, nhất định rất vui vẻ, 一定很快乐, 一定很快乐, sinh nhật vui vẻ, 生日快乐, 生日快乐. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. 祝你生日快乐. 祝你生日快乐. Chúc cô giáo sinh nhật vui vẻ. 祝老师生日快乐. 祝老师生日快乐. Chúc ba sinh nhật vui vẻ. 祝爸爸生日快乐. 祝爸爸生日快乐. Hãy hỏi lại, ở đâu? 在哪儿?
Thì ở phòng của mình. 就在我的房间. 就在我的房间. Được, mình nhất định đi. 好,我一定去. 好,我一定去. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. 祝你生日快乐. 祝你生日快乐. Cảm ơn. 谢谢. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Sủi cảo, màn thầu, bánh bao, mì sợi. Giáo zi, màn thầu, bao zi, miền thiáo. Nhân viên giao dịch. 营业员. Số điện thoại. 电话号码. Tương đối dễ, dễ hơn. 比较容易. Lá trà. 茶叶. Lâu lắm không gặp. 好久不见. Anh của cả nhà. 全家的照片. Luật sư. 律师. Rất yên tĩnh. 很安静. Phim điện ảnh và phim truyền hình. 电影和电视剧. Đang nghe game bài khóa mà. Hãy dùng zhèng để nhấn mạnh hơn. Zhèng tīng kè wěn lù yīn nè. Dì cô. A yǐ. Một phần báo thanh niên. Yǐ fěn qīng niān bào. Ngồi máy bay hay là tàu hỏa? Zuò fēi jī hái shì huò chē? Cái áo phao này vừa tốt vừa rẻ. Zhè jiàn yǔ róng fú yǒu hǎo yǒu piān yǐ. Quá béo rồi, quá rộng rồi. Thái phěi lǎo. Lại thử một chút, thử thêm một chút. 再试试. 再试试. Đẹp mắt, dễ nhìn. 好看. Năm sau, năm tới. 明年. Năm nay bao nhiêu? Năm nay bao nhiêu tuổi? 今年多大? Tuổi chó, tuổi cậu. Số cậu. Ngày mấy tháng mấy. Chỉ yue chỉ hào. Dự định qua thế nào? Tán soạn dẫn mất của. Vừa hay là sinh nhật. Trần hào sư sân rư. Chuẩn bị cử hành, chuẩn bị tổ chức. Chuẩn bị cử hành. 7 giờ tối. 晚上7点. Tham dự dạ tiệc. 参加晚会. Thì ở phòng của mình. 就在我房间. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ.
祝你生日快乐. Nhất định đi, chắc chắn đi. 一定去.